Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyên đề tiếp theo trong chương trình sinh học lớp 12, đó là chuyên đề số 9. Nội dung của chuyên đề chính đó là về tương tác gen và gen đa hiệu. Thì đối với chuyên đề tương tác gen và gen đa hiệu có những nội dung chính sau. Phần thứ nhất là về tương tác gen. Trong tương tác gen này thì các em sẽ tìm hiểu ba loại tương tác không allele, đó là tương tác bổ sung, tương tác ức chế và tương tác cộng gộp. Còn đối với phần thứ hai đó là tìm hiểu về gen đa hiệu. Thì đối với phần tương tác gen, thứ nhất khái niệm tương tác gen chính là nhiều allele nó sẽ tác động vào lại để cùng quy định một cái tính trạng, thể hiện ra một cái kiểu hình. Ví dụ như cô có là allele A lớn và B lớn là hai allele trội, nó có thể cùng tác động để biểu hiện ra một kiểu hình về màu sắc hoa. Hai allele cùng biểu hiện ra một cái màu sắc hoa, ví dụ như màu đỏ hay màu trắng chẳng hạn. Nó khác với quy luật của Mendel, quy luật phân ly độc lập. Thì của Mendel là ví dụ nếu mình có hai cặp gen khác nhau thì nó sẽ quy định ra hai tính trạng khác nhau. Còn đây là ví dụ như là allele trội ở Mendel là nó chỉ quy định là hoa đỏ, allele lặn là hoa trắng chẳng hạn. Còn đối với tương tác gen ở đây thì có thể là hai ba allele nó có thể cùng quy định một tính trạng. Thì đối với trong tương tác gen thì các tế bào nó sẽ không nó tương tác trực tiếp với nhau, mà thông thường là người ta nghiên cứu là chỉ có cái sản phẩm của chúng tương tác với nhau thôi, để mà từ đó mới quy định ra kiểu hình. Tức là ví dụ từ gen A sẽ hóa thành enzyme chuyển hóa, enzyme chuyển hóa giúp cho nó biểu hiện ra cái kiểu hình ra bên ngoài. Rồi phần tương tác gen sẽ gồm có tương tác giữa các gen cùng allele, hay là tương tác gen allele và tương tác gen không allele. Thì để hiểu rõ hơn về tương tác gen allele và gen không allele là như thế nào thì các em quan sát đây. Đây là gen allele. Gen allele tức là hai allele cùng một gen có thể có hai allele, đó là allele trội hoặc là allele lặn, A lớn A nhỏ nè. Thì allele trội và lặn này nó cùng nằm ở trên một cái vị trí locus, cùng một cái locus, cùng một cái vị trí trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì đó được gọi là gen allele, hay cùng vị trí. Còn đối với gen không allele thì tức là nó sẽ thuộc hai locus gen khác nhau. Ví dụ đây cặp nhiễm sắc thể thứ nhất, tương đồng thứ nhất, ở đây là allele A, ở đây là allele B. Rõ ràng giữa A và B ở đây thì nó sẽ thuộc hai locus gen khác nhau. Hoặc là ví dụ ở đây cô thêm một allele nữa, thì ví dụ allele D chẳng hạn, thì giữa A và D nó cũng thuộc locus gen khác nhau, thì đó được gọi là gen không allele. Đối với tương tác gen không allele thì mình sẽ tìm hiểu có ba dạng tương tác, là tương tác bổ sung hay còn gọi là tương tác bổ trợ, tức là hai gen trội nó sẽ cùng tác động cho ra một cái kiểu hình mới. Và lưu ý nếu phép lai, thông thường phép lai của Mendel là quy luật phân ly độc lập ở chuyên đề trước là lai hai cặp tính trạng, không vàng trơn với xanh nhăn dị hợp nó lai với nhau, thì nếu mà vàng trơn vàng chân dị hợp lai với nhau thì cho ra tỷ lệ F2, đó là tỷ lệ 9331. 9 vàng trơn, 3 vàng nhân, 3 xanh trơn, 3 xanh nhân, 3 xanh trơn, 1 xanh nhân. Nhưng mà đối với tương tác bổ sung thì nếu mà lai hai cặp dị hợp lai với nhau thì nó sẽ ra tỷ lệ là 961, tức là có thể cho ra 3 kiểu hình thôi, hoặc là 97 là chỉ có 2 kiểu hình thôi. Thì đó gọi là tương tác bổ sung hay tương tác bổ trợ. Thì đối với kiểu tương tác này thì các em quan sát rõ hơn về ví dụ sau. Là người ta viết được cái sơ đồ lai, lấy hoa trắng thuần chủng lai với hoa trắng cũng thuần chủng mà nó do cặp hai cặp gen quy định. Rồi, sẽ ra được cái F1 là ra là dị hợp hai cặp là cho ra hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với nhau. Hoa đỏ lai với hoa đỏ thì nó ra số giao tử y chang giống như của Mendel. Kể để cái bảng có 16 được tổ hợp, nhưng mà cái kết quả kiểu hình nó sẽ ra khác nhau. Từ 16 tổ hợp này, từ những cái kiểu gen đó, nó có tổng cộng các kiểu gen đó này, nó quy định ra các những cái kiểu hình khác nhau nè. Kiểu gen này nó cũng ra hoa đỏ, hoa đỏ, hoa đỏ hết. Nó có tổng cộng là gì, nếu mà kiểu gen A gạch B gạch, kiểu gen mà có đồng thời, hệ kiểu gen nào mà có đồng thời cả hai allele trội, ví dụ kiểu gen này có allele trội này cũng có allele trội này cũng có cả hai allele trội thì nó sẽ ra hoa đỏ. Còn nếu mà không có tự sự tồn tại đồng thời của hai allele trội thì nó ra hoa trắng. Ở đây nó chỉ ra có hai kiểu hình nào. Thì đó là về tương tác bổ sung. Thứ hai là tương tác ức chế. Ở tương tác ức chế thì không có trong chương trình thi tốt nghiệp, nhưng mà các em đọc hiểu rõ hơn về dạng tương tác này thôi. Thì tương tác ức chế đó là một cái gen nó có thể ức chế gen khác, kìm hãm gen khác, hay còn gọi là ức chế trội hoặc ức chế lặn.
thì cái tỷ lệ của kết quả tương tác áp chế nếu là hai cặp dị hợp đó là tỷ lệ 12 31 13 3 29 34. Ở phần thứ ba đó là tương tác cộng gộp. Và đối với tương tác cộng gộp thì chú ý đó là cái kiểu hệ cử hình của nó sẽ phụ thuộc vào cái số alen trội. Ví dụ như số gen trội, ví dụ như có mặt của gen trội nó có thể cao thêm hoặc là nó thấp hơn gì đó chẳng hạn. Đó gọi là tương tác cộng gộp. Và nếu mà lai hai cặp dị hợp thì nó sẽ ra tỷ lệ là 15:1. 15:1. Khác với tỷ lệ của quy luật phân ly. Phần thứ hai đó là về gen đa hiệu. Gen đa hiệu chính là một gen vi định nhiều chứng trạng và nó giải thích cho hiện tượng gọi là biến dị tương quan. Tức là thay vì bình thường một gen ở vi định một tính trạng, ví dụ như gen vi định màu sắc hoa, tính trạng màu sắc hoa là hoa đỏ, hoa trắng, phải không? Nhưng mà đối với gen đa hiệu là một gen có thể quy định ra nhiều tính trạng khác nhau. Ví dụ như là ở đầu hoa lan, cái gen nó quy định màu hoa tím, nó còn quy định thêm đó là cái tính trạng màu hạt, hạt màu nâu, lát lá còn có chấm đen nữa. Đó hơi ở người có bị cái bệnh hội chứng mắt phanh là do họ đột biến cái gen trội khiến cho cái chân tay dài và thủy tinh thể nó bị hủy hoại. Thủy tinh thể đó chính là một gen quy định nhiều tính trạng thì gọi là gen đa hiệu. Cái khái niệm này hay cho trong phần trắc nghiệm. Ở cuối cùng đó là cái phần bài tập trong cái chuyên đề này. Đây là một cái ví dụ về một dạng tương tác cộng gộp. Sự có mặt của cái alen trội nó sẽ làm tăng hoặc là giảm mấy biểu hiện của tính trạng đó đi. Ví dụ ở đây là chiều cao của cây do ba cặp gen quy định. Các gen phân ly độc lập cứ mỗi gen trội có kiểu có mặt thì làm giảm đi 5 cm. Cây cao nhất nó cho 100 cm. Hỏi cây lai được được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất và cây cao nhất có chiều cao là bao nhiêu? Thì đối với cái bài tập này, thì các em lưu ý cho cô. Ở bài tập này, đó là mình phải chú trọng coi cái đề bài nó cho. Cái cây nó hỏi cái cây lai được tạo ra từ cây thấp nhất và cây cao nhất thì mình phải biết được kiểu gen của hai cây này, nên viết ra phép lai này thì mới biết được cái cây lai có kiểu gen nào để mình cộng trừ bớt đi ha, để coi ra nó chiều cao là bao nhiêu. Bây giờ ở đây thì cây cây có mặt một gen trội có mặt thì làm cho cây thấp đi 5 cm. Vậy thì cái cây thấp nhất có phải là cái cây nó sẽ có tất cả là các alen trội hết thì sẽ là cây thấp nhất. Tại vì có mặt của các alen trội, một alen trội thôi thì làm thấp đến 5 cm, thì cây thấp nhất sẽ là kiểu gen này. Ở đây là ba cặp gen vi định nè. Thì tổng cộng là 6 alen trội hết là cây thấp nhất. Cây cao nhất, vậy thì cây cao nhất phải là cái cây không có alen trội nào hết. Không có alen nội trội nào hết. Tiến hành cho lai với nhau. Thì ở đây mình sẽ viết giao tử. Giao tử của cái phép lai của cái thứ nhất này thì sẽ được là A lớn, B lớn, D lớn. A ở đây A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ. Giao tử. Vậy suy ra được F1. F1 sinh sẽ được cái kiểu gen của cái cây lai này là A lớn, A nhỏ kết hợp cả hai bên. B lớn, B nhỏ, D lớn, D nhỏ. Vậy thì cái cây này mình đếm tổng cộng là mình sẽ có được 3 alen trội. Được chưa? Rồi nó hỏi là kêu tính chiều cao của cái cây này. Chiều cao bao nhiêu? Mình nhìn vào cái cây cao nhất, vậy là cái cây này. Cây này nó cho là 100 cm. Vậy cái cây mà không có alen trội nào thì là 100 cm. Bây giờ cây này có 3 alen trội thì mình sẽ 3 alen trội có một alen trội thì sẽ là làm cây giảm đi 5 cm. Bây giờ 3 alen trội thì có phải là giảm hơn 15 cm. Vậy thì suy ra được cái chiều cao của nó thì mình sẽ lấy cái cao cao nhất là 100 cm. Mình trừ đi cái số alen trội của nó là 15 thì mình đáp án mình sẽ được là 85 cm. Như vậy ở đây đáp án đúng đó là đáp án câu này 85 cm nha. Đáp án này là đáp án B 85 cm. Đây là C. Đây là D. Đó là tất cả bốn những cái dạng bài tập về tương tác gen cụ thể.